Chào bà Marian, hôm nay là con vừa hái hoa từ sáng để tặng bà, chúc bà sinh nhật vui vẻ. Con tên là Yến, năm nay con 19 tuổi. Con là trẻ bảo trợ của bà Marian từ năm 1999 đến năm 2009. Con lấy chồng cách đây gần 2 năm và có một con trai năm nay 19 tháng. Hiện con ở cùng gia đình nhà chồng ở xã bên cạnh, cách đây 10 cây. Cả hai vợ chồng con đều làm công nhân tại một công ty may ở gần nhà chồng. Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ, vợ chồng con đưa con trai về thăm ông bà ngoại. Đây cũng là nơi ghi rất nhiều dấu ấn kỷ niệm tuổi thơ của con trong suốt 17 năm trước khi lập gia đình. Gia đình con có 4 người, bố mẹ, em trai và con. Cả gia đình sống trong một ngôi nhà nhỏ xây sơ sài tại xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trước đây quê con nghèo lắm, địa hình chủ yếu là đồi núi, kinh tế dựa vào cây lúa. Năm 1998, tổ chức Valen đã bắt đầu hỗ trợ cho xã và con trở thành trẻ bảo trợ của bà Marian. Trong 12 năm hoạt động tại đây, bà Marian và các nhà bảo trợ khác của Valen đã giúp đỡ rất nhiều cho xã và gia đình con. Chúng con có trường học, có trạm xá, hệ thống kênh mương được xây dựng khang trang. Kinh tế không còn phụ thuộc duy nhất vào cây lúa, mô hình trồng nấm, chăn nuôi đã được phát triển. Xã Tiên Lục giờ đây không còn nghèo như trước nữa. Bản thân gia đình con đã được bà Marian và Flan giúp đỡ xây nhà vào năm 1999 và một cây cầu nhỏ vào năm 2007. Con có rất nhiều kỷ niệm với bà Marian dù mới được gặp mặt bà có 2 lần. Lần thứ hai cũng là lần cuối cùng con gặp bà là cách đây gần 10 năm. Con khoảng 10 tuổi và đang học lớp 5. Con vẫn nhớ bà về chơi với con là bà cho con rất nhiều quà. Nào thì búp bê, cặp sách với lại gấu bông với lại quả địa cầu ạ. Nhưng mà có một lần bà về cho con cặp thì nhét nhiều đồ quá, con không đeo nổi và nặng quá. Tuy không thường xuyên gặp gỡ nhưng bà và con vẫn thăm hỏi qua thư và bà gửi cho con rất nhiều quà. Bà Marian rất thích ăn xoài, giờ đây khi nhìn thấy xoài con đều nhớ đến bà. Hôm nay con cũng mua xoài mang về để cả gia đình con cùng ăn. Con ước có bà ở đây thì tốt biết mấy. Sắp tới là sinh nhật bà thì con cũng không biết nói gì hơn. Con chúc bà sinh nhật vui vẻ và con cũng cảm ơn bà là đã giúp đỡ gia đình con trong suốt mấy năm qua. Gia đình con và tất cả mọi người ở trong thôn cũng mong muốn được gặp bà một lần nữa. Con rất là nhớ bà.